Niềm tin ánh sáng. Niềm tin ánh sáng. Khí sôi động của Euro thì đã tràn ngập vào tận phòng thu của studio cảm xúc rồi đúng không quý vị? Hương Giang biết không, đầu tuần vừa rồi thì tôi có xem một trận bóng đá Ý đã có một cái màn phục thù rất là ngọt ngào với đội tuyển Tây Ban Nha, đương kim vô địch Euro, với cái lối chơi Catenaccio rất là khoa học nhưng mà cũng rất là quyến rũ. Anh, Catenaccio là gì? Là tên một anh cầu thủ đẹp trai hả anh? Trời ơi, Catenaccio thì là lối đá hay là một cái chiến thuật đặc trưng của người Ý, mà nôm na như người Việt Nam chúng ta vẫn hay gọi là phòng ngự phản công, hoặc là một cái thuật ngữ khác là đổ bê tông ấy. Vâng, có lẽ là trong cái lĩnh vực này thì Hương Giang không thể tiếp chiêu anh Hoàng Lý được rồi. Vì thế ngày hôm nay Hương Giang mời tới phòng thu một fan hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá. Xin giới thiệu với quý vị thính giả, anh Nguyễn Hùng. Xin chào quý vị khán giả của kênh VOV Giao thông. Hôm nay thì Hoàng Lý lại có dịp đụng độ với một người bạn rất là thân, nhưng mà trên chiến trường bóng đá thì lại là những người mà có thể nói là rất là kình địch với nhau. Tức là ngày xưa thì hai anh thích hai đội khác nhau hay là đã từng gặp nhau ở trên sân hả anh? Mình và Lý thì từng gặp nhau ở trên sân. Fan hâm mộ thì cũng là hai câu lạc bộ rất là có duyên nợ với nhau. Kình địch nhất của giải Ngoại hạng Anh, Lý là fan của Manchester United, còn mình thì là fan của Liverpool. Vừa rồi em có để ý là anh Hùng có nhắc tới anh Hoàng Lý và anh Hùng đã gặp nhau ở trên sân đấu rồi. Em rất là tò mò, không biết là một trận đấu của những người khiếm thị nó có điểm gì khác so với trận đấu của những người mắt sáng không anh? Cái này thì có lẽ là sẽ phải mời anh Hùng cùng chia sẻ với các quý vị thính giả của Studio Cảm Xúc về cái thời nguyên thủy của bóng đá dành cho người khiếm thị nó như thế nào. Ý tưởng ban đầu là khi mà xem các cái đội bóng ném của các cái trường thì đến mượn cái sân của bên mình thi đấu, còn mình được sờ các cái gôn, và quá trình theo dõi ngồi cũng nghe nhờ các bạn nhìn thấy bình luận cho. Ban đầu thì bọn mình cũng đứng ở cái gôn đó và cũng tìm một cái gì đó để một quả bóng hay cái gì đó để chơi. Nhưng mà sau khi cái giải bóng ném kết thúc rồi ấy, thì bọn mình nghĩ đến một cái hình thức là muốn ném một cái gì đó. Thế thì ban đầu là lấy một cái cửa mà không có kính của một cái phòng, hai cánh cửa nó khép lại, một bạn thì sẽ đứng chắn ở cái cửa, giang tay giang chân ở sau là chắn được nhiều không gian nhất của cái cửa đó, và cái bạn kia thì sẽ đứng ở đối diện cái cửa, khoảng cách ở xa nhất, cầm một cái hộp xà phòng. Hộp xà phòng hồi đó là có cái xà phòng kem, hộp nhựa nó mềm thôi. Bạn bên này ném về phía cửa và bạn bên kia sẽ là chắn. Nhờ cái bạn đứng chắn đấy lên tiếng để mà định hướng. Thế thì nếu mà ném trúng tay, trúng người hay là chệch sang tường không tính, nhưng mà ném mà đập vào cửa thì coi như là thi được thì là bàn. Vâng, trong ký ức của tôi thì tôi vẫn cứ nhớ mãi những cái tiếng mà cái hộp xà phòng nó đập vào cái cửa gỗ ấy. Nghe nó có vẻ rất là chát chúa nhưng mà quả thực là đó là những cái ký ức mà không thể nào quên được đúng không anh Hùng? Vâng, có những bạn thì có chuyên môn rất là cao. Sau một thời gian chơi thì có là khi ném thì ném rất là chính xác, thường ném ở những vị trí khó, ví dụ như là vị trí góc hoặc là vị trí cao hơn tầm tay, bởi vì giữa tầm tay và cái bậu cửa trên thì nó chỉ còn một khoảng cách rất là hẹp thôi. Nhưng mà có những bạn đã nhằm được chính xác vào cái vị trí đấy thì gần như là người bắt sẽ bó tay, bạn ấy ném rất dứt khoát, rất mạnh, cho nên nghe tiếng bốp một cái và người thua cuộc nghe rất là sợ. Vâng, nhưng mà cái trò ném nó thì nó cũng chỉ tồn tại được trong một thời gian rất ngắn thôi, bởi vì là trẻ con mà, cho nên là bất cứ một cái trò gì nó cũng có thể gây ra cái sự hứng thú nhưng mà nó cũng rất là nhanh chán. Hay nữa là bọn mình cũng muốn là tìm những hình thức nó có tính đồng độ hơn và nó có cái gì đó mới mẻ, nó có cái gì đó nó phát triển nó khó hơn. Có lẽ là ngày đó là trẻ con chúng tôi bị các thầy cô phụ trách mắng nhiều nhất vì cái tội là để cho quần áo bẩn thỉu lem ruốc. Bởi vì chính là sau sự hấp dẫn của cái trò là ta ném cái hộp xà phòng vào cửa thì sang một cái chơi khác nó mang tính chất đồng đội hơn và nó đòi hỏi cái sự khéo léo hơn, đó chính là thay vì cái hộp xà phòng thì bây giờ chuyển sang một cái nắp của một cái ca nhựa. Các bạn hình dung đây là một hàng thủ đối mặt với một cầu thủ sức phạt, mỗi đội khoảng 5 người. Khi mà đội phòng thủ sẽ dàn, ngồi dàn hàng ngang đan tay nhau và bạn sút sẽ đứng cách khoảng độ 3-4 mét gì đó, dùng cái mũi chân để khéo léo làm sao sút hay là hất được cái nắp ca bay qua cái hàng thủ kia, lăn qua cái tay của bên phòng thủ. Nghĩ lại bây giờ thì để mà đá được cái nắp ca thì đòi cái kỹ thuật rất là cao, có vành và nó dày khoảng hơn 1 cm thôi, làm sao phải dùng cái mũi chân khi cái nắp ca úp xuống để lách, để gẩy vào cái viền đó để nó bay lên. Tôi nhớ là có những cái màn nó cũng rất là điệu nghệ, đáng nhẽ là cái nắp ca nó bay như cái đĩa là trên không trung, nhưng mà không hiểu sao có những bạn mà khi mà gẩy lên như thế nào đó mà cái nắp ca nó lại lật nghiêng và nó tạo nên một cái vòng lăn rất là đẹp, nó đi rất là sệt nhưng mà nó lách qua những cái kẽ, nó lăn và nó nảy những người phòng thủ ấy giang tay ra thì nó lại nảy qua một cái, thế là bay qua được hàng rào. Trò chơi nắp ca đấy thì nó cũng kéo dài chắc vào trong khoảng một nửa năm gì đó. Thế thì khoảng đầu những năm 90 thì
nhà trường bắt đầu đưa cái quả bóng, vì chắc là các thầy cô cũng chưa hình dung ra là sẽ cho học sinh chơi như thế nào. Thì bắt đầu có rất là nhiều hình thức, quả bóng thì có chuông ở trong, nhưng cho vào cái túi lưới, sau đó treo lên dây lên ở một cái vị trí truyền qua truyền lại, tức là có cái sợi dây níu lại rồi thì chuông nghe đến đâu thì các bạn sẽ đón tới đó, và khi mà không đón được thì quả bóng nó sẽ trở lại cái vị trí vào cái dây treo đó. Nhưng mà thực tế là cái lối chơi bóng này nó cũng chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn thôi. Đúng rồi. Đấy. Mình nhớ là cô giáo thể dục dạy thể dục thì cho các bạn dàn hàng ngang ở sân ra, cũng mỗi bên khoảng 5-7 bạn gì đó lăn qua lăn lại, các bạn nghe nó. Và sau khi mà đã quen với cái lối lăn bóng ấy, thì bắt đầu chuyển sang đá đúng không anh? Vâng, lăn bóng một thời gian, ban đầu lăn mãi thì nhàm chán, thì bắt đầu một số bạn hiếu động muốn là nó có một cái gì đó uy lực hơn, nó mạnh hơn, thì bắt đầu là nghĩ ra hình thức là đấm bóng, mà hồi đó là mình chơi là chơi trên sân bê tông. Đấm bóng là như thế nào hả anh Hùng? Bạn Giang hình dung là hai đội dàn hàng ở hai đầu sân, để cái quả bóng ở trước mặt mình dùng sức đấm cái quả bóng đó sang bên kia. Nhưng mà thực tế là cái trò đấm bóng ấy nó cũng gây ra một số cái tác hại, đó là những cái chấn thương khi mà chúng ta va tay xuống cái nền bê tông. Có lần tôi ham quá đấm thì quệt cả tay xuống đất tóe máu. Chính vì thế cho nên là cái trò đấm bóng nó cũng chẳng tồn tại được lâu đúng không? Muốn là làm sao cái gì đó nó giống cái môn bóng đá nhất, có cái tính thi đấu. Vẫn là dàn hàng ngang như vậy nhưng mà đứng dậy đá và sút bóng bên này, đá bóng sang bên kia. Các bạn hình dung khi ngồi ấy thì dùng cả tay, dùng cả tay, dùng cả thân thể của mình để đón bắt cái quả bóng thì nó dễ hơn rất nhiều. Nhưng mà khi đứng lên ấy thì chỉ có dùng tay và dùng cái chân của mình để kiểm soát quả bóng thôi. Cái ban đầu thì cũng có những cái lúng túng, nhưng mà kỹ năng nào cũng vậy, sau một thời gian thì luyện thì nó sẽ quen. Chúng ta cũng tiệm cận được với cái hình thức chơi bóng như là những người bình thường chơi, đó là cũng chia ra hai đội đón mãi đỡ mãi, thì cái đôi chân nó cũng cảm thấy có gì đó tù túng. Và một số bạn là phá cách thì dịch chuyển dẫn quả bóng lên một chút rồi sút, cứ dần dần như thế thì hình thành một cái đội hình là tập đá, bắt đầu bỏ vị trí đá tranh với nhau. Hương Giang đang tưởng tượng ra một trận đấu bóng đá mà anh Hùng kể. Em nghĩ là chắc chắn trận đấu đó phải được diễn ra trong sự im lặng tốt nhất có thể đúng không anh? Bởi vì bóng của mình là bóng chuông mà. Quá trình trên sân thì bọn mình vẫn vừa đá, vẫn vừa đùa, trêu đùa nhau. Bởi vì khi tai của những người khiếm thị đã rất là quen thuộc phân biệt giữa tiếng bóng và các cái âm thanh khác khá là tốt, trừ những cái môi trường âm thanh nó quá ồn. Vâng, thưa quý vị thính giả, từ lần đầu tiên mà được sờ vào cột gôn và ước mơ là một ngày mình sẽ được đá bóng giống như các cầu thủ, cho đến ngày mà có thể tổ chức được một trận đấu chuyên nghiệp như thế, đó đã là một quá trình rất nhiều trắc trở và cũng nhiều sự thú vị đối với những người khiếm thị. Thưa anh Hùng, Hương Giang thì rất tò mò, bây giờ giải Euro thì đang diễn ra rất là sôi động, không biết là các anh sẽ theo dõi những cầu thủ mình yêu thích trên radio nhiều hơn hay là trên TV nhiều hơn hả anh? Bởi vì cái cách bình luận trên TV ấy và radio nó khác nhau hoàn toàn. Nghe TV là để cập nhật được nhiều hơn các cái thông tin xung quanh trận đấu, xung quanh các cầu thủ, xung quanh các đội bóng, và để được thưởng thức cái không khí trên sân vận động. Nghe qua âm thanh thì trên TV nó sống động hơn. Thế là radio thì họ sẽ tường thuật rất là cụ thể, ví dụ như anh nào đó đang cầm bóng và anh giữ quả bóng như thế nào. Liên tục chỉ liên có tục. Tiếng của bình luận viên thôi. TV thì họ sẽ nói có thêm nhiều cái thông tin bên lề, ví dụ như là đối với Hương Giang thì Hương Giang có thể quan tâm là anh ấy đẹp trai như thế nào, anh ấy cao bao nhiêu đúng không? Tôi cảm thấy rất là tiếc khi mà năm nay Đài Tiếng Nói Việt Nam lại không có tường thuật trực tiếp Euro để cho quý vị khán giả có thể được theo dõi một cách cụ thể hơn, và đặc biệt là đây cũng là một cái kênh thông tin để mà người khiếm thị được tiếp cận gần hơn với cái môn thể thao mà mình yêu thích. Nhưng mà anh Hoàng Lý này, nếu như mà bây giờ được cho anh là một vị trí nào đó trong mùa Euro năm nay thì anh sẽ vào vị trí nào? Tôi thì chắc chắn là tôi sẽ nhận cái vai trò của một bình luận viên. Vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không thử thách phát thanh viên của chúng ta đúng không ạ? Bây giờ anh Hoàng Lý sẽ vào vai trò của một bình luận viên bóng đá trong mùa Euro năm nay. Tôi có nhiều ước mơ liên quan đến bóng đá lắm. Thủ môn giỏi nhất là một huấn luyện viên tài năng, và cũng có khi là với công việc làm báo của mình ấy, ước mơ trở thành một bình luận viên bóng đá thì nó có thể gần gũi hơn. Ngày hôm nay thì Studio Cảm Xúc cũng đã trao cho tôi một cái cơ hội, dù chỉ có một phút ngắn ngủi để mà mình thực hiện cái ước mơ đó của mình thôi, nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng. Vâng, thưa quý vị thính giả, để nói về mùa Euro năm 2016 này, có lẽ là ấn tượng với những người bình luận như chúng tôi đối với các đội bóng lớn được kỳ vọng trước mùa giải thống trị Euro năm nay, thì cơ bản là đến giờ phút này họ đều có đội thì gây thất vọng, và có đội thì lại chưa đạt được cái điều mà những người hâm mộ kỳ vọng.
Và tương tự như vậy thì với những cầu thủ nổi tiếng của các đội cũng chưa đáp ứng được cái kỳ vọng của những người hâm mộ. Ví dụ như anh Ronaldo của Bồ Đào Nha, Müller của Đức, Lewandowski của Ba Lan, những cái người mà được dự báo sẽ là vua phá lưới của Euro năm nay. Đến giờ này thì có người thì lên tiếng nhưng mà cũng chưa được sôi nổi lắm, có những người thì vẫn là im lặng trên sân cỏ. Quý vị thính giả thấy phần bình luận vừa rồi của MC Hoàng Lý như thế nào ạ? Và bây giờ thì tôi sẽ mời bình luận viên của Bình Luận Viên Bóng Đá sẽ có vài lời nhận xét cho phần bình luận vừa rồi cũng như là cho mùa giải Euro năm nay. Xin mời anh Nguyễn Hùng ạ. Vâng, tôi nghĩ là đánh giá của anh Lý cũng đã khái quát được màu sắc của cái Euro năm nay. Tôi thì Euro năm nay cũng như là cái bóng đá năm nay nói chung hứa hẹn có nhiều cái bất ngờ. Đầu cho đến giữa mùa, chắc không ai nghĩ là đội Leicester, một đội vừa mới năm ngoái thôi chầu trực ở cái vị trí cầm đèn đỏ, thế mà năm nay bất ngờ vô địch. Tôi nghĩ là ứng cử viên rất là nặng ký cho chức vô địch thì còn 3 đội: Đức, Pháp, Italia và Bỉ thì cũng rất là tiềm năng. Tuy nhiên là tôi đọc trên báo có nói đến cái vòng quay 12 năm, vòng quay của những cái sự kỳ lạ. Ví dụ như năm 1992 thì Đan Mạch, một cái đội mà không được tham gia với tư cách chính thức Euro từ ban đầu mà do Nam Tư bị chiến tranh chính trị bị Đan Mạch vào và rất bất ngờ. Đan Mạch đã gây cú sốc cho giải Euro năm đó, đi thẳng đến cái trận chung kết và đánh chức vô địch. Hy Lạp năm 2004 thì đá cũng chỉ rất bình thường thôi, tập trung phòng ngự, thắng cũng chỉ thắng 1-0 thôi. Hy Lạp thì đã lần lượt là đo ván đội Séc, một đội tôi rất yêu quý, rất kỳ vọng năm đó, đến trận chung kết thì đã hạ cả Bồ Đào Nha, nước chủ nhà, biết đâu được. Và năm nay lại một cái sự bất ngờ của cái vòng quay 12 năm. Biết đâu xứ Wales hay là Iceland có thể bước đến trận chung kết và giành chức vô địch thì sao? Gareth Bale với lại xứ Wales thì tôi nghĩ rằng là cũng có thể làm được. Vâng, một lần nữa lại viết nên cái câu chuyện cổ tích của Euro đấy. Vâng, đúng là hai phần bình luận vô cùng tâm huyết. Chắc chắn đây phải là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá, có thể nói là sống cùng từng khoảnh khắc ở trên sân cỏ. Với Hương Giang thì nếu như mà được làm một vị trí nào đó trong giải năm nay thì có lẽ là Hương Giang muốn được làm những cô cậu bé mà dắt cầu thủ ra sân, và chắc chắn là tôi sẽ muốn được dắt Lionel Messi ra sân. Vâng, có lẽ không liên quan lắm đến Euro đúng không ạ? Quay trở lại với mùa Euro năm nay thì hai anh nghĩ rằng ai sẽ là người đoạt danh hiệu quả bóng vàng? Hiện nay thì các cầu thủ xuất sắc như là Cristiano Ronaldo hay là Lewandowski, như anh Lý đã nói phần trước là cũng chưa thể hiện được nhiều. Müller của Đức cũng chưa thể hiện được nhiều. Có Bale trong nhiều trận thì cũng đã khẳng định được cái vai trò, cái vị trí của mình. Tôi đặt cửa cho Gareth Bale. Cái cửa cao nhất thì anh Hùng đặt nó rồi, thế cho nên tôi cũng sẽ đặt vào cái cửa thứ hai. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn phải đánh giá đội chủ nhà là một đội không chỉ là có thực lực mà những cái cổ động viên rất là cuồng nhiệt của họ. Theo dõi từ đầu thì tôi ấn tượng với cả Dimitri Payet. Nếu như Pháp năm nay mà giành được danh hiệu vô địch thì tôi nghĩ rằng là Payet sẽ là người mà được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất. Dạ vâng, Hương Giang thì sẽ nhận là người theo dõi cuồng nhiệt Euro bắt đầu từ ngày hôm nay, để nếu như mà một trong hai cầu thủ mà hai anh lựa chọn mà có đoạt giải thì nhớ mời Hương Giang đi uống trà đá được không ạ? Không chỉ là trà đá đâu mà chắc chắn là dự đoán của anh em chúng tôi mà đúng thì sẽ có một chầu cà phê. Hình như tôi đã cảm nhận thấy mùi cà phê của anh Lý rồi. Vì cái vòng quay 12 năm của tôi thì nó cũng chỉ là một cái gì đó nó rất là mơ hồ, nhưng cũng biết đâu đấy. Vâng thưa quý vị, 15 phút của chương trình thì đã dần trôi qua và có lẽ là 15 phút này là quá ngắn cho câu chuyện của hai người đang đam mê bóng đá. Gần cuối chương trình rồi thì nếu mà được gửi một lời nào đó tới những fan hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá và đang ăn ngủ cùng với mùa Euro năm nay, anh Nguyễn Hùng sẽ nói gì ạ? Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn là vì cái khung giờ của chúng ta là khung giờ xem là toàn là buổi đêm, chúng ta cứ yêu bóng đá hết mình, có thể cố gắng sắp xếp thời gian, sắp xếp công việc sau đó để cho phù hợp nhất, để đừng bị ảnh hưởng đến nhau. Tức là bóng đá thì vẫn xem, còn rửa bát cho vợ thì vẫn làm đúng không anh? Vâng thưa quý vị thính giả, cách đây khoảng hơn chục năm khi mà MC Diễm Quỳnh của VTV có cơ hội giao lưu với các em học sinh khiếm thị ở trường Nguyễn Đình Chiểu, đã có một em nhỏ chừng 6-7 tuổi hỏi cô là cháu muốn trở thành một bình luận viên bóng đá thì có được hay không?
Lúc đó thì MC Diễm Quỳnh đã trả lời là có thể rằng sau này sẽ có những cái thiết bị hỗ trợ hoặc là một điều kỳ diệu nào đó để em có thể thực hiện được giấc mơ của mình, và để cho người khiếm thị có thể đứng trên sân cỏ giống như những người cầu thủ thực thụ. Đó là một quá trình dài, và biết đâu đấy trong tương lai mơ ước trở thành một bình luận viên bóng đá cũng có thể trở thành hiện thực đối với người khiếm thị, đúng không quý vị? Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy tiếp tục đón nghe Studio Cảm Xúc vào 2:40 chiều Chủ nhật tuần đầu tiên hàng tháng. Studio Cảm Xúc với Hương Giang và Hoàng Lý. Xin chào và hẹn gặp lại!